Thời tiết mà nó cứ mát trời, mình che mưa được cho nó thì mình dâm. Xin chào các bạn. Đây là những cái cây hoa được dược mình dâm bữa trước đây các bạn. Hôm nay thì đã có rễ rồi. Càng những cái ngày mưa gió mát trời như này mình dâm thì nó lại càng nhanh ra rễ. Hôm nay thì mình sẽ đi nhổ để mình trồng tiếp các bạn. Đây là toàn bộ cũng cây màu cam các bạn. Mình năm nay chủ chốt là trồng màu cam là chính thôi. Này, rễ rất là đẹp các bạn này. Mình không nhổ, rễ nó lại dài quá. Thời tiết mà nó cứ mát trời, mình che mưa được cho nó thì mình dâm nó sẽ rất là nhanh ra rễ. Và khi mình trồng nó cũng rất là đẹp các bạn. Những hôm mình trồng tuy mưa vậy thôi nhưng mà cây thực dược lên rất là đẹp. Cây hoa thực dược nó mát trời nó lên rất là nhanh. Nhanh, còn nếu mà nó nắng là nó lại chậm lại. Trồng hoa thực dược này phải trồng vào những cái ngày nó mát mẻ thì cây hoa thực dược nó mới hồi phục nhanh. Trời nắng cũng được nhưng mà nắng mình phải che tốt các bạn. Nắng nhưng mà đừng gió, gió nhiều thì nhiều khi nó héo. Thời tiết lúc này trồng quá đẹp. Nhiệt độ miền Bắc lúc này chỉ có tầm 30 32 độ trở lại thôi. Dâm cũng đẹp mà trồng cũng đẹp, cái là thời tiết nó hơi có mưa. Nó có mưa thì mình dâm thì mình phải che mưa cho nó. Khi mà nó hết mưa thì mình lại phải vén cái ni lông này lên cho nó thông thoáng. Cây rễ rất là đẹp, hầu như là rễ rất là đẹp. Chỗ này thì mình dâm chắc được hơn tuần nay. Thời tiết mà nó không thuận, dâm nó nâu ra rễ lắm. Đây là mình dâm không, mình không có dùng kích rễ các bạn nhé. Từ ngày mình trồng thực dược đến giờ bao nhiêu năm nay rồi nhưng mình chưa dùng kích rễ bao giờ. Hôm trước nó mưa nhiều, cái chỗ này đo cái lền nó vặn lên các bạn, ướt sũng luôn. Mà rễ rất là đẹp này các bạn. Dâm một cát này là thích cái là lúc mình đi lấy cây mình đi trồng ấy là nó rất là dễ. Nó rất là dễ, không như là mình dâm vào đất, khi mình đi lấy cái rễ nó dính vào những cái cục đất nó hay bị đứt rễ. Rễ rất là đẹp. Còn mây luống nữa, mình trồng lốt cho nó xong. Mưa gió quá nó nhẽ trồng xong rồi nhưng mà cái hôm nó mưa quá. Dạo này hôm nào cũng có mưa. Vừa sáng nay làm trận các bạn. Cái là mưa có hôm thì rất là to nhưng có hôm mới chỉ thoáng qua đây. Hôm nay thời tiết dễ mưa quá. Thời gian này dễ mưa quá. Những cây có rễ đồng đều mình trồng thì nó sẽ đảm bảo các bạn. Đây, những cái ngọn cũng rất là to nhưng mà rễ ra cũng rất là đẹp các bạn. Cứ mát trời này dâm rất là thích. Riêng đối với thời tiết nó cứ tầm độ 32 độ trở lại này mà nó mát mát trời thì cứ tiến hành cắt cái ngọn này trồng luôn vào luống hoặc trồng luôn vào chậu, không cần phải dâm các bạn. Nó cũng ra rễ hết, miễn là mình cung cấp độ ẩm cho nó những cái thời gian đầu là mình luôn duy trì cái độ ẩm của nó khoảng độ 80-90% 5-6 ngày đầu, nó cũng như là mình dâm vào luống này thôi. Là cái cây thực dược mình trồng không cần phải dâm, nó cũng ra rễ bình thường. Chỗ này hôm mình dâm sau cùng nên ra rễ đây. Trồng được thời tiết mát này thì cây hoa thực dược nó phát triển rất là tốt. Nó thì hơi mưa gió mình phải che mưa cho nó thôi nhưng mà nó không bị héo. Tranh thủ mình trồng chiều tối các bạn. Chiều tối mình trồng qua đêm là mai nó sẽ rất là tươi, thay vì mình trồng vào sáng. Trồng vào sáng thì thời tiết nó có hôm nó nắng rất là ghê gớm,
hôm qua như là nắng cũng khá là ghê gớm, nắng cả cái ngày luôn. Nhưng mà hôm nay thì nó chỉ nắng về trưa thôi, trưa đến bây giờ thôi. Bây giờ thì gió mát mát này. Trong ngày hôm nay mát hơn hôm qua, ngày hôm nay trồng được. Ngày hôm qua không làm gì được, nắng lắm các bạn. Nhưng mà cái này thì ra rễ rất là đẹp. Đấy, cái này ngọn nó rất là to nhưng mà ra rễ rất là đẹp. Nhưng có cái thì không ra nổi. Cái thực dược này nhiều cây mầm nhìn rõ là to mập, cắt thì không ra rễ. Dâm đi dâm lại chỉ hai lần đấy các bạn. Đây là những cái mầm mà nó chưa có rễ này, mình dâm lại một lần nữa, nếu mà không có rễ nữa là mình bỏ. Nhưng nhiều khi nó không có rễ, mình dâm 3-4 lần nó không có rễ đâu các bạn. Cây nào nó bé quá thì bỏ đi. Giờ sang bên kia nhổ lốt cho bạn, lốt để trồng.